Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự thành phố Bảo Lộc. Mở đầu chương trình thời sự hôm nay là một số nội dung chính sau đây. Tổng kết công tác công an năm 2021. Giá kén tầm vượt ngưỡng 200.000 đồng 1 kg. Tăng cường công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp trong dịp lễ Tết. Phần cuối chương trình là bài viết đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 12 tháng 1 năm 2022, Công an thành phố Bảo Lộc tổ chức tổng kết công tác công an năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Dự hội nghị có Đại tá Trần Minh Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Nguyễn Văn Triệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Bảo Lộc và ông Đoàn Kim Đình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc. Năm 2021, phát huy tinh thần chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả, Công an thành phố Bảo Lộc đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, phương án, kế hoạch thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng chống dịch COVID-19 và đấu tranh phòng chống các loại tội phạm tệ nạn xã hội. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự, góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Huy động tối đa lực lượng, phương tiện tham gia tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Đã đấu tranh làm rõ 119 vụ phạm pháp hình sự về trật tự xã hội. Tỷ lệ án chung giảm 12 vụ so với cùng kỳ năm 2020, góp phần kéo giảm hơn 9% tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn. Đã triệt phá 50 vụ với 126 đối tượng buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma túy bị bắt giữ. Các lĩnh vực đấu tranh tội phạm về kinh tế, tham nhũng, môi trường, trật tự an toàn giao thông đều đạt nhiều kết quả khả quan. Đặc biệt, trong năm qua, Công an thành phố Bảo Lộc đã tiếp nhận 478 tin báo tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội từ quần chúng, trong đó đã giải quyết 441 tin, đạt 92,3%. Với những thành tích đạt được, Công an thành phố Bảo Lộc vinh dự được Công an tỉnh Lâm Đồng xét tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng. Đặc biệt, đơn vị có một tập thể và một cá nhân vinh dự được Bộ Công an tặng bằng khen, 3 tập thể và 5 cá nhân được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng tặng bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 18 tập thể và 70 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng tặng giấy khen, 27 tập thể và 118 cá nhân được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc tặng giấy khen. Năm 2022, Đảng ủy Công an thành phố Bảo Lộc sẽ tiếp tục xác định các mục tiêu, nhiệm vụ công tác trọng tâm là bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối các hoạt động của lãnh đạo Đảng, nhà nước, các sự kiện chính trị quan trọng được tổ chức tại địa phương, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Tiếp tục tăng cường cơ sở, tạo chuyển biến toàn diện về an ninh trật tự tại cơ sở, để tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị, phấn đấu năm 2022 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thưa quý vị và các bạn, do nhu cầu tiêu thụ tơ trên thế giới tăng cao, trong khi sản lượng kén tầm giảm mạnh sau thời gian dài ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, giá kén tầm hiện tại đã vượt lên trên mức trên 200.000 đồng 1 kg, và đây cũng là mức giá cao nhất trong vòng 2 năm trở lại đây. Theo đó, giá kén tầm đạt 210.000 đồng 1 kg tại huyện Lâm Hà Đức Trọng và đạt khoảng 190.000 đồng 1 kg tại các huyện phía Nam trên địa bàn tỉnh. Được biết, giá kén bắt đầu tăng từ tháng 10 năm 2021 từ 135.000 đồng đến 155.000 đồng 1 kg và đạt đỉnh như hiện nay kể từ tháng 12 năm 2021. Nguyên nhân chính của việc sụt giảm sản lượng kén thời gian qua là do ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến việc tiêu thụ sản phẩm kén tầm gặp khó. Giá kén giảm trong một thời gian dài đã làm ảnh hưởng đến tâm lý động lực sản xuất của người dân. Cùng với đó, bước vào mùa khô, cây dâu kém phát triển. Mặt khác, thời gian qua, người dân tập trung thu hoạch cà phê, do vậy việc chăm sóc cây dâu càng thêm hạn chế. Với giá kén như hiện tại, nông dân thu lãi khoảng từ 100.000 đồng đến 120.000 đồng 1 kg. Ngành chức năng dự báo thời gian tới, ngành trồng dâu nuôi tầm sẽ ổn định trở lại, giá kén tầm sẽ giảm về mức khoảng 150.000 đồng 1 kg. Ngoài ra, ngành nông nghiệp cũng dự báo nguồn trứng tầm Trung Quốc sẽ khan hiếm trong thời gian tới, nhất là trước và sau Tết Nguyên đán 15 ngày. Đặc biệt, nguồn trứng giống tầm nhập khẩu từ Trung Quốc hiện nay dự báo không đảm bảo chất lượng do quá trình vận chuyển. Do vậy, để chủ động sản xuất dâu tầm tơ trong thời gian tới, ngành nông nghiệp khuyến cáo các hộ dân sản xuất dâu tầm tơ chủ động chăm sóc vườn dâu trong thời gian đứt gãy chuỗi cung ứng trứng giống tầm nhập khẩu từ Trung Quốc.
Mặt khác, nông dân cần đầu tư chăm sóc cây dâu để cung cấp đủ nguồn lá dâu cho sản xuất dâu tằm. Chuyển đổi diện tích cây dâu kém hiệu quả sang trồng các giống dâu mới năng suất chất lượng tốt, có khả năng thích ứng với điều kiện khí hậu và tăng cường liên kết với các đơn vị thu mua kén, cơ sở ươm tơ, nhằm ổn định đầu ra sản phẩm kén tằm. Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp cũng sẽ tiếp tục phối hợp với Hiệp hội Dâu Tầm Tơ, các tổ chức nhập trứng giống tằm tiếp tục tìm kiếm các nguồn trứng giống đảm bảo chất lượng để nhập thay thế trong thời gian tới. Nhằm đảm bảo an toàn cho hành lang lưới điện cao áp, bảo vệ an toàn hệ thống truyền tải trong dịp lễ Tết, đặc biệt là dịp lễ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đồng thời triển khai công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp xuyên suốt năm 2022. Ngày 11 tháng 1, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành văn bản số 3180. Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Truyền tải điện Lâm Đồng, Điện lực Bảo Lộc chủ trì, phối hợp với Hạt Kiểm Lâm, Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bảo Lộc tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát các khu vực có cây cao phát triển nhanh trong hành lang lưới điện để kịp thời chặt tỉa đảm bảo khoảng cách an toàn, kiểm soát sự cố sạt lở trụ điện làm ảnh hưởng hệ thống truyền tải, nguy cơ cháy nổ, mất điện diện rộng. Ủy ban nhân dân các phường xã thường xuyên kiểm tra, kiểm soát các công trình xây dựng, các phương tiện máy móc hoạt động gần khu vực có đường dây điện cao áp, yêu cầu phối hợp với Truyền tải điện Lâm Đồng, Điện lực Bảo Lộc để được hướng dẫn đảm bảo an toàn cho hành lang lưới điện. Đẩy mạnh tuyên truyền trên đài truyền thanh cơ sở của các phường xã, qua các cơ quan mặt trận, đoàn thể để nhân dân hiểu và nâng cao ý thức chấp hành các quy định về an toàn điện, bảo vệ an toàn lưới điện cao áp như không đốt rẫy, thả diều, vật bay gần công trình lưới điện cao áp, thu gom tấm bạc phơi nông sản, tấm ni lông che phủ cây trồng sau thu hoạch, nhà lưới vườn ươm của các hộ dân, chằng néo mái tôn, nhà công trình trong và gần hành lang có khả năng bị cuốn bay khi có gió lốc gây sự cố mất điện. Không trộm cắp tháo gỡ các trang thiết bị của lưới điện, không sử dụng các phương tiện thi công gây chấn động hoặc có khả năng làm hư hỏng sự cố điện. Kiểm tra giằng néo dây phơi, giằng giáo, biển hộp đèn quảng cáo và các vật dụng khác tại các vị trí mà khi đổ có thể va chạm vào công trình lưới điện cao áp. Phối hợp và tạo điều kiện cho ngành điện thực hiện chặt tỉa cây xanh trong hành lang tuyến. Không để tình trạng cây cối bị gãy đổ gây mất an toàn cho lưới điện. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa ký quyết định số 3051 về việc công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. Theo đó, năm 2021, toàn tỉnh Lâm Đồng có thêm 16 trường đạt chuẩn quốc gia. Trong số các trường được công nhận này, có 15 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, bao gồm: Trường Mầm non Đại Nhiêm, huyện Lạc Dương, Mẫu giáo Tư thục Thiên An, thành phố Bảo Lộc, Mẫu giáo Thăng Long, huyện Lâm Hà, Mẫu giáo Đà Loan, huyện Đức Trọng, Tiểu học Đà Rông, huyện Đam Rông, Tiểu học Rưng Nớ, huyện Lạc Dương, Tiểu học Phi Tô, huyện Lâm Hà, Tiểu học Lộc Thành B, huyện Bảo Lâm, Tiểu học Tân Nghĩa 2, huyện Di Linh, Tiểu học Bảo Thuận, huyện Di Linh, Trung học cơ sở Campus, huyện Đơn Dương, Trung học cơ sở Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương, Trung học cơ sở Trần Phú, huyện Đam Rông, Tiểu học và Trung học cơ sở Tài In, huyện Đức Trọng, Trung học cơ sở Xã Lác, huyện Lạc Dương. Thêm một trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 là trường Mầm non Sơn Ca, huyện Lạc Dương. Từ 15 giờ ngày 11 tháng 1 năm 2022, giá xăng dầu và các mặt hàng dầu trong nước tiếp tục đi lên. Cụ thể, xăng E5 RON92 tăng 609 đồng một lít, xăng RON953 tăng 581 đồng một lít, dầu diesel tăng 660 đồng một lít, dầu hỏa tăng 620 đồng một lít và dầu mazut tăng 617.000 đồng một kg. Mặt hàng xăng E5 RON92 có giá trần là 23.159 đồng một lít, tăng 609 đồng. Xăng RON95-3 là 23.876 đồng một lít, tăng 581 đồng. Ngoài ra, dầu diesel 0,05S có giá trần là 18.239 đồng một lít, tăng 660 đồng. Dầu hỏa là 17.138 đồng một lít, tăng 620 đồng. Dầu mazut 180CST 3.5S lên tới mức mới là 16.362 đồng một kg, tăng 617 đồng một kg. Trước đó, ngày 25 tháng 12 năm 2021, mặt hàng xăng E5 RON92 đã điều chỉnh tăng 468 đồng, xăng RON95-3 tăng 494 đồng. Ngoài ra, dầu diesel 0,05S tăng 245 đồng một lít, dầu hỏa tăng 196 đồng một lít và dầu mazut 180CST 3.5S giữ ổn định. Theo Nghị định 95 trên NDCP về kinh doanh xăng dầu có hiệu lực từ ngày 2 tháng 1 năm 2022, giá xăng dầu được điều chỉnh mỗi tháng 3 lần vào các ngày 1, 11 và ngày 21 hàng tháng, tức là 10 ngày một lần thay vì 15 ngày một lần. Nếu trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì được lùi sang ngày làm việc tiếp theo sau ngày nghỉ, nếu trùng vào dịp nghỉ Tết Nguyên đán thì được lùi sang kỳ điều chỉnh tiếp theo. Giá xăng tăng, kéo theo giá cả rất nhiều mặt hàng sẽ tiếp tục leo thang, nhất là trong dịp cuối năm.
Ngày 11 tháng 1 năm 2022, Văn phòng Chính phủ vừa ban hành công văn số 245 về việc nghỉ Tết Nguyên đán và Quốc khánh năm 2022 của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã đồng ý với đề nghị của Bộ Lao động Thương binh Xã hội về việc nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần từ ngày 31 tháng 1 năm 2022 đến ngày 4 tháng 2 năm 2022. Theo phương án của Bộ Lao động Thương binh Xã hội, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị xã hội sẽ nghỉ Tết âm lịch Nhâm Dần gồm 5 ngày, trong đó 1 ngày trước Tết và 4 ngày sau Tết, theo quy định của Bộ Luật Lao động năm 2019. Lịch nghỉ Tết Nguyên đán của công chức viên chức kéo dài 9 ngày liên tục, từ thứ Bảy 29 tháng 1 đến hết ngày Chủ nhật 6 tháng 2 năm 2022, tức là từ 27 tháng Chạp năm Tân Sửu tới hết ngày mùng 6 tháng Giêng năm Nhâm Dần. 9 ngày nghỉ này bao gồm 5 ngày nghỉ Tết theo Bộ Luật Lao động và 4 ngày nghỉ hàng tuần. Đối với dịp lễ Quốc khánh năm nay, lịch nghỉ sẽ kéo dài trong 2 ngày từ 1 tháng 9 đến 2 tháng 9. Còn các dịp nghỉ hàng tuần, nghỉ lễ Tết khác trong năm thực hiện theo quy định của Bộ Luật Lao động. Các cơ quan đơn vị thực hiện nghỉ Tết phải bố trí sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ tổ chức nhân dân và công tác phòng chống dịch COVID-19. Phó Thủ tướng ủy quyền Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội thông báo về việc nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2022. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu các bộ, cơ quan, ủy ban dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm các nhiệm vụ được giao tại chỉ thị số 35 ngày 31 tháng 12 năm 2021 về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Ứng dụng PC COVID đã cập nhật thêm tính năng ví giấy tờ để chúng ta tự cập nhật mũi tiêm của mình, từ đó giúp các cơ sở y tế tiêm cập nhật thông tin nhanh hơn. Hiện tại, nhiều địa phương triển khai tiêm vaccine COVID thứ 3 cho những người đủ điều kiện. Tuy nhiên, tình trạng không có thông tin hai mũi tiêm trước vẫn xuất hiện trên app PC COVID. Sau đây là cách để chúng ta tự cập nhật mũi tiêm trên PC COVID. Bước 1. Trước hết, chúng ta cần cập nhật ứng dụng PC COVID lên bản mới nhất. Sau đó, tại giao diện ứng dụng, chúng ta sẽ nhìn thấy được tính năng ví giấy tờ, nhấn chọn để xem nội dung. Bước 2. Lúc này, giao diện của ví giấy tờ sẽ xuất hiện. Tại đây, sẽ cung cấp 3 loại giấy tờ để người dùng tự đăng tải, gồm giấy chứng nhận tiêm vaccine, giấy kết quả xét nghiệm nếu có, giấy chứng nhận F0 đã khỏi bệnh. Chúng ta nhấn vào thêm giấy chứng nhận tiêm vaccine. Bước 3. Lúc này, chúng ta sẽ thấy giao diện để tự khai thông tin mũi tiêm vaccine COVID-19 đã thực hiện. Kèm theo đó là hình ảnh của giấy chứng nhận đã tiêm vaccine. Nhấn vào thêm mũi tiêm để kê khai những mũi tiêm khác. Điền thông tin xong nhấn lưu thông tin bên dưới. Ngoài ra, khi chúng ta nhấn vào thông tin mũi tiêm cũng có thể tự điền mũi tiêm cá nhân nếu chưa có thông tin. Chuyển sang giao diện mới, chúng ta nhấn vào mục tự khai tiêm vaccine. Lúc này chúng ta cũng nhìn thấy giao diện để tự điền thông tin mũi tiêm của mình. Người tiêm cũng điền đầy đủ thông tin hiển thị ở giao diện này. Lưu ý tất cả thông tin mũi tiêm vaccine COVID-19 chúng ta nhập phải chính xác và có giấy chứng nhận chứng minh. Thông tin sẽ được cơ sở y tế xử lý và xác nhận, sau đó sẽ cập nhật lên app PC COVID. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, trường hợp thai phụ mắc COVID-19 cần lưu ý một số vấn đề sau trước khi được đưa đến bệnh viện. Tất cả người nhiễm COVID-19 có bệnh nền, có thai, béo phì, người trên 50 tuổi và trẻ em dưới 12 tháng tuổi đều phải được điều trị tại bệnh viện. Đối với thai phụ mắc COVID-19, sẽ được chăm sóc và phòng ngừa lây nhiễm như những người nhiễm khác và được theo dõi sát hơn để phát hiện tất cả những bất thường. Cần gọi ngay cho nhân viên y tế phụ trách theo dõi sức khỏe gia đình hoặc của chính quyền địa phương hoặc đường dây nóng khi có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Mang theo thuốc sẵn có vào bệnh viện để tiếp tục sử dụng và thông báo với bác sĩ điều trị về bệnh nền và thuốc đang sử dụng của mình. Đồng thời gia đình cần tích cực động viên an ủi người mắc. Để phòng ngừa lây cho người thân, cần cách ly người mắc khỏi những người khác. Vệ sinh bề mặt môi trường sạch sẽ, vệ sinh tay thường xuyên, đeo khẩu trang, sử dụng găng tay đúng cách, xử lý đồ vải và vật dụng đúng quy định. Vệ sinh dụng cụ ăn uống, tránh lây nhiễm, quản lý chất thải và dịch tiết đúng cách. Năm 2021, trên địa bàn thành phố Bảo Lộc xảy ra 11 vụ tai nạn giao thông, làm 7 người chết và bị thương 11 người. So với cùng kỳ năm ngoái, số vụ tai nạn giao thông giảm 9 vụ và giảm 5 người chết. Để đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn,
Năm 2021, đội cảnh sát giao thông công an thành phố Bảo Lộc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát, xử lý kiên quyết các hành vi vi phạm. Từ các buổi tuần tra kiểm soát, công an đã lập biên bản 1.693 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, tạm giữ 308 xe vi phạm, ra quyết định xử phạt hơn 2,3 tỷ đồng, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 1,9 tỷ đồng. Cùng với đó, lực lượng công an thành phố đã ra quyết định tước giấy phép lái xe 118 trường hợp vi phạm. Ngoài ra, trong năm, lực lượng cũng đẩy mạnh đấu tranh phòng chống các đối tượng sử dụng xe độ chế, rú ga, nẹt bô, chạy xe càng quấy gây mất an ninh trật tự, thực hiện tuần tra một số tuyến đường trọng điểm trên địa bàn thành phố. Qua đó, lực lượng công an đã lập biên bản 170 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt hơn 491 triệu đồng, tạm giữ 143 xe mô tô độ chế. Thưa quý vị và các bạn, có thể nói công tác phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc được xác định là phong trào có ý nghĩa vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Thời gian qua, với tinh thần kiên quyết đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, lực lượng công an thành phố Bảo Lộc đã từng bước đẩy lùi tội phạm, giữ vững an ninh trật tự, đảm bảo bình yên cho nhân dân. Là lực lượng quan trọng giữ vai trò nòng cốt trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, công an thành phố Bảo Lộc tiếp tục chủ động nắm tình hình và kịp thời phối hợp tham mưu cho Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo triển khai toàn diện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động nội bộ của các xã phường, tình hình an ninh chính trị trước, trong và sau kỳ ngày bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp, cũng như tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, nhất là trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Phát huy vai trò là thường trực Ban chỉ đạo 138 thành phố, Công an thành phố Bảo Lộc đã tham mưu cho Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, với quan điểm phải phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong công tác phòng ngừa đấu tranh phòng chống tội phạm, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân. Để vận động quần chúng nhân dân tham gia các phong trào về an ninh Tổ quốc nhằm phòng ngừa, kéo giảm tình hình tội phạm, thành phố đã xây dựng 31 mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, được nhân rộng và đang duy trì hoạt động ở 48 điểm. Trong đó có 23 mô hình do cấp xã phường quản lý, 8 mô hình do công an và các đoàn thể cấp thành phố quản lý. Riêng trong năm 2021 đã xây dựng mới 1 mô hình, nhân rộng 2 mô hình trên địa bàn. Trong đó có nhiều mô hình phòng chống tội phạm hoạt động hiệu quả. Mô hình camera an ninh tại các xã phường với 280 mắt camera do người dân lắp đặt tiếp tục hoạt động 24/24 giờ tại các xã phường. Ngoài ra, công an thành phố còn lắp đặt thêm 100 mắt camera tại các điểm nóng về an ninh trật tự để phục vụ công tác điều tra phá án. Cùng với đó, thành phố Bảo Lộc đã xây dựng 9 mô hình giáo họ không có tội phạm và tệ nạn xã hội trong vùng đồng bào tôn giáo và triển khai nhân rộng ở 14 điểm với phương châm sống tốt đời đẹp đạo, gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, được bà con giáo dân đồng thuận hưởng ứng và có sự lan tỏa rộng khắp trong việc nâng cao ý thức cảnh giác, chấp hành pháp luật trong quần chúng giáo dân và tinh thần trách nhiệm của chức sắc, chức việc Thiên Chúa giáo trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Trên lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự, trong năm 2021, người dân và thành viên các mô hình phòng chống tội phạm thành phố Bảo Lộc đã phát hiện, cung cấp cho lực lượng công an 615 tin liên quan đến an ninh trật tự. Trong đó có 384 tin có giá trị, hỗ trợ lực lượng giải quyết 72 vụ việc vi phạm pháp luật, bắt 91 đối tượng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bảo Lộc đã tiếp nhận 408 tin báo tố giác tội phạm. Lực lượng đã giải quyết 374/402 tin. Điều tra khám phá 94/102 vụ vi phạm pháp luật, trong đó có 17 vụ án nghiêm trọng, đã vận động bắt 6/19 đối tượng truy nã ra đầu thú. Cùng với công tác trên, Công an thành phố Bảo Lộc phát hiện bắt khởi tố nhiều đối tượng từ phía Bắc vào tạm trú để hoạt động tín dụng đen, xử phạt các trường hợp đăng tải thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội liên quan đến dịch COVID-19. Thực hiện tốt công tác quản lý hành chính về nhân khẩu, hộ khẩu, nên hạn chế tối đa các đối tượng xấu đến địa phương lẩn trốn, thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an thành phố còn kết hợp với các xã phường, các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp người dân góp sức cùng chính quyền trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, vận động nhân dân giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Cùng với đó, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc còn được gắn liền với thực hiện các phong trào, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư, xây dựng nông thôn mới, phường văn minh đô thị. Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự của thành phố có sự chuyển biến mạnh mẽ, góp phần cùng địa phương vững bước trong xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Những kết quả trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm là sự nỗ lực của lực lượng công an thành phố Bảo Lộc,
cũng là động lực để lực lượng triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. Đặc biệt là 2 năm vừa rồi là phòng chống dịch Covid như vậy, thế nhưng tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội rất là tốt. Nó xuất phát từ cái tốc độ phát triển kinh tế, nó xuất phát từ bà con khá giàu nhiều lên, cho nên là nó cũng đỡ đi với chuyện tai nạn xã hội. Rồi xuất phát từ cái nền văn hóa xây dựng rất nhiều năm về cái khu phố văn hóa, tổ dân phố văn hóa, đô thị văn minh rồi nông thôn mới. Đấy, từ cái kéo theo đó thì ý thức người dân lên cao, ý thức pháp luật cũng cao. Cộng với là nòng cốt của các lực lượng vũ trang nói riêng thì đã làm cho cái phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa rất là tốt, và toàn dân phòng chống tội phạm, toàn dân tham gia đảm bảo an toàn trật tự giao thông, vân vân, tất cả các phong trào đó. Từ đó là nó có bài bản về kế hoạch, về chương trình thì tổ chức thực hiện là đảm bảo, và tôi nghĩ thời gian tới là còn tốt hơn nữa. Có thể khẳng định, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn thành phố Bảo Lộc đã phát huy hiệu quả và đi vào chiều sâu. Phong trào đã giúp khơi dậy sức mạnh của nhân dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương. Trong đó không thể không kể đến dấu ấn đặc biệt của lực lượng công an thành phố Bảo Lộc. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.